Bê con chó lên ở dưới bụng nó. Cho nó luôn. Nằm xuống nha, nằm xuống đi, nằm xuống đi. À, nó lạnh, nó sợ, nó rung á, nãy. Với lại nó lạnh, nó tí nó dẫn nó vòng ngoài. Chạy hết rồi. Thay bụng đi nha. Rồi, để cái bụng nó xuống. Rồi, chết hết rồi nè. Rồi, quay đi, quay đi. Rồi, nằm xuống. Bé nó lên đây chứ để xa quá không thấy được. Nó lấy nét thì nhấn vào này, lấy nét thì nhấn vào màn hình đó. Chưa? Đó chết rồi đó. À, các bạn thấy là sau khi mình phun một thời gian thì những bộ chét nó chết này, nó không còn chạy được nữa nè, đây nó chết hết rồi nha. À, chúng ta cứ phun khắp người con chó, chỗ nào mà chúng ta thấy bộ chét nó tập trung thì có thể phun, hoặc là có thể là vạch ngược cái lông nó lên để mà phun cái thuốc này. Các bạn thấy là bộ chét nó sau khi mà trúng thuốc là nó chết hết rồi. Để mình cho các bạn xem này, nó không còn chạy nữa nha. Đấy, không còn chạy nữa nè, đó, nó chết hết rồi. Thuốc này là công dụng khá là tốt. Đây, thì cái này, thuốc này thì chỉ dùng được trên chó thôi, còn khi mà nó đã lan ra ngoài cái nhà rồi thì cái việc phun cái thuốc này nó sẽ không có hiệu quả nhiều, tại vì bộ chét nó di chuyển rất là nhanh. Thì khi đó thì chúng ta sẽ dùng những cái loại thuốc diệt côn trùng như thế này để mà phun. Đó. Nếu mà diện tích nhỏ thì chúng ta dùng cái chai này, còn nếu diện tích lớn thì có thể mua những cái chai 1 lít như thế này và pha ra mà phun. Trời ơi khổ quá đi.